Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Nay mình sẽ chơi lại đồ kích. Đồ kích là đồ phá và bị kích, ha ha. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái nick phụ nhé. Miku Expo này, đây là nick phụ của mình. Nick này là toàn, nói thật với mấy bạn luôn là toàn lấy đồ chùa không á. VTC tặng quả cầu nào lấy quả cầu đó, tặng súng gì lấy súng đó thôi. Nhưng mà nó như thế này, rất là dữ luôn ha. Trời, súng shotgun này mình quay đâu 5 quả. Kinh thật. Nhân vật thì con này thì được tặng hồi nào mình cũng biết nữa. Victor thì quay. Thôi thì hôm nay ta đi chơi. Cùng trở lại. Vẫn ăn hại thôi. Mình thì giờ đâu còn chơi trò này nữa. Mà hôm nay không biết làm trò gì nên lấy trò này ra làm lại chơi. Sao kiếm không ra được cái phòng đấu đơn nhỉ? Tối ít người chơi ha. Ít ra nó còn đỡ hơn Warface. Hôm nay ta sẽ chơi gì đây? À, mình tính làm cái clip đấy là chơi thử cây này nè. Cho nó đi kiếm một cái phòng đấu đơn. Cái phòng đấu đơn. Đi vô. Hôm nay ta sẽ vào chơi cho BBSH. Khẩu này nó bữa nó tặng đâu 10 quả cầu á. Mình vào đấy mình quay cái nó dính luôn. Đúng báu vật bây giờ dễ dính hơn. Úi giời. Sao thằng này không có nhân vật ở đây ta? Là gì? Hãy cùng xem ta làm được gì khẩu này. Xong chưa? Dữ không sân. Hơi hết hồn mấy. Thấy có gì đó không ổn gì mà em ở đây. Ôi trời ơi. Từ từ, phải quen lại chứ. Chuột thấp thế. Tiếp theo thêm mười mấy thế này. Gì đây, cái gì đây, cái gì? Còn phải cướp. Súng này yếu, được cái nhanh. Được rồi. À, thì ra thằng kia nó xài coi nhân vật VIP kia. Ôi, vãi, vãi cướp thiệt. Con này bắn khá nhanh chứ. Trời đất ơi, binh gì tới 643 dữ thế. Wow 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 wow. Lì với anh mày hả? 22 đường nữa là sao? Nghe tiếng hai được luôn. Double kill. Multi kill. Đấy. Mày kia hay thế. Đấy, tí nữa. Ơi, 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 ơi. Tật của mình bắn xong thay đạn cái không bỏ ơi. Ông ơi ông cho tôi bắn tới ông ơi. Gì thế? Fire in the hole. Fire in the hole. Đây đây. Đây 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 đây. Lên. 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 Không lên, đứng đó là chi vậy? Trời đất ơi. Cao quá.
nữa. Cái gì thế? Mạng lát ơi, mạng lát đi cao thế, nó không ổn định. Fire in the hall. Cái gì thế? Đâu? Vãi, 91 máu. Hù. Cái gì đây? Sao đuổi cái gì thế? F12 liền. F12 mày ơi. Ôi. F12 đây. Rồi xong luôn. Cái gì vậy? Mày chỉ ép thế. Cái gì đây? Sao còn ít máu? Ôi giời. Ôi ai 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 ai. Mày được, tao sẽ ghi nhận mày. Đây là đây là đây là. Ủa? Tao biết mà. Về là tiếp tục nào. Cái gì thế? Cái gì thế? Hả? Súng giấm mà đòi chơi với súng này. Cái điều thế. Rồi, ôi. Mày. Thôi. Vậy mà cũng 44 máu hay thiệt. Súng đẹp phải. Đừng có hồi sinh. Cái cướp. 80 máu kìa. Trời đất ơi, 92 máu. Không chết được. 31 giây, 31 giây, 31 giây. Ôi chết rồi hả? F12, 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 F12 đi, F12 hết, F12 hết. Lên. Hay. 19 giây. Vãi cứt. Mấy lần người vô đây vãi cứt. 23 kill, 23 kill, 23 kill, 23 kill. Không ấn mạng. Ok. Chúng ta đã xong một cái clip. Có bao giờ gì không? Kho có gì không? Không có gì luôn hả? Trời ơi, không có gì chơi hết. Đây là súng mới nè. Nhìn nó giống như khẩu HK416 thế. Một quả câu. Không dính gì cả. Mua thêm, không đủ GB. Thôi, thì clip trở lại đột kích của mày của mình tới đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn thấy thích video của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.